thay đổi trên mũi cũng rất là nhiều so với lại chưa can thiệp. Chưa can thiệp thì đầu mũi nó bị vuông, đây bạn thấy đầu mũi bị vuông, bị nhọn, nó sụn ra đầu mũi do là ta chỉ nâng là sụn, ta đẩy cái phần đầu mũi ra thôi. Thì vâng, chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại chương trình tiếp quả sau phẫu thuật bác sĩ Hoàng Long. Hôm nay bác sĩ tiếp đón bạn hàng đến từ Bắc Giang bạn nhé. Bạn khách thì của bác sĩ thì có cái điều đặc biệt là bạn ấy đã nâng mũi rồi, nhưng mà sắp tới thì bạn ấy chuẩn bị đám cưới, thì bạn ấy cũng rất là phân vân. Khoảng bao nhiêu ngày nữa thì em đám cưới nhỉ? 19 ngày là bạn ấy đám cưới rồi đấy, nhưng mà tại vì là bạn ấy có em gái làm bên bác sĩ rồi nên là có động lực để làm, đúng không em? À, cái mũi chưa can thiệp bạn ấy thì nó bị lệch, do là cái can thiệp nâng mũi là sụn thôi, và quan trọng nhất là cái mũi, đầu mũi nó bị bẹt xuống, các bạn thấy đây, cái đầu mũi nó bị vuông, nó bị bẹt xuống nhá, nó bị ngắn cái đầu mũi hếch lên, nó làm cho cái phần mũi bạn ấy nó chưa được cân đối đấy, đồng thời cái sụn nó di lắc di chuyển do ta chỉ nâng là sụn thôi. Thì hôm nay khi mà mình xin điều chỉnh, bác sĩ điều chỉnh một can thiệp nâng mũi một chút để có thể điều chỉnh cho bạn ấy kết cấu đầu mũi, thì dùng chụp ngăn này kết hợp mà dùng tay trung bì có thể tạo hình cái phần đầu mũi nâng cao và dàn lên, tạo hình cái phần đầu mũi cho bạn ấy. Sống mũi của bạn ấy thì bác sĩ đặt sụn sơ form mà nhá, tạo dáng rất là hài hòa tự nhiên, thấp dưới hai mắt và cao dần lên đầu mũi. Những sụn silicone thì người ta lại cắm cái phần tiểu trụ này vào và chọc xuống phần tiểu trụ mũi bạn ấy, thì nó tăng cái độ bám dính nhưng mà nó vẫn bị di lệch di chuyển nhé bạn nhá. Đấy, còn đây là cái phần bao sơ sẹo trong mũi bạn ấy, bao giờ cắt ra bạn thấy nhiều không, rất là nhiều luôn đấy, thì làm cho cái mũi bạn ấy rất là thô cần đấy. Thì sau khi can thiệp điều chỉnh xong thì bác sĩ điều chỉnh các bạn ấy rất là tốt. Đây các bạn thấy ở góc nhìn thẳng lên mũi của bạn ấy thì sẽ cân đối hơn rất là nhiều nhé, đã thẳng và nó thẳng cái trục mũi rất là cân đối nhé. Đấy, đặc biệt là cái phần tiểu trụ mũi thì nó không bị nghiêng vẹo như chưa can thiệp nữa. Đây bạn thấy chưa can thiệp mũi bạn ấy nó bị nghiêng, nó bị vẹo hẳn sang bên đây. Đó, nó bị vẹo hẳn cái phần tiểu trụ sang bên, mà sau khi bác sĩ dựng trụ và đưa lên thì lỗ mũi hai bên nó cân đối và cái phần tiểu trụ nó thẳng ở giữa nhé, giúp cho phần mũi nó cân đối hơn. Đó, khi mà ta can thiệp dựng trụ thì chúng ta điều chỉnh được cái lệch vẹo rất là tốt như vậy. Thay đổi trên mũi cũng rất là nhiều so với lại chưa can thiệp. Chưa can thiệp thì đầu mũi nó bị vuông, đây bạn thấy đầu mũi bị vuông, bị nhọn, nó sụn ra đầu mũi do là ta chỉ nâng là sụn, ta đẩy cái phần đầu mũi ra thôi, thì ta thứ nhất là không thu bớt rồi chút đầu mũi, thứ hai nữa là không điều chỉnh được tốt phần sụn mũi thì nó không thể nào đẩy cái phần đầu mũi ra được. Đó, và mũi rất là thô, sau khi can thiệp điều chỉnh xong thì mũi nó gọn và nó thanh thoát hơn, có cái độ tự nhiên này mà rất là đẹp rồi bạn nhé. Thì em thấy là cái hình dung của em so với cái việc là mình thực tế mình can thiệp mình sửa lại như này thì nó có đau đớn khó chịu quá không? Không sợ bằng lần đầu em làm, lần này nó nhẹ nhàng hơn. Nhẹ nhàng hơn cả lần đầu luôn đúng không? Đấy, chứng tỏ là việc khi mình can thiệp tốt, can thiệp đúng thì dù là mình có can thiệp mất thời gian hay là phức tạp thì nó vẫn giúp cho cái quá trình mình làm nó nhẹ nhàng. Làm xong em thấy là cái mũi thay đổi nhiều không? Em thấy đẹp. Ừ. Sao mũi cũ thì thấy thế nào? Cái mũi cũ thôi anh chẳng đến. Cái đầu nó bị tù quá. Đầu nó bị vuông hẳn xuống đúng không? Nó bị bẹt hẳn xuống thì làm cho cái mũi mình nó không thoát ra được khỏi khuôn mặt. Điều chỉnh xong thì mũi nó thon gọn hơn đúng không? Đó. Ok, giờ chung em lên xem mũi nó đẹp, nó hài hòa phù hợp hơn nhé. Đấy, làm xong này cũng rất là lành thôi đúng không? Không hề bị tím quá nhiều, nó chỉ hơi bầm nghệ một chút để sống mũi, để mình bóc cái đoạn bao sơ nhiều thì cũng yên tâm là kịp thời gian để mình đám cưới nhá, không lo nhá. Và sẽ quay cho các bạn xem tình trạng một can thiệp nâng mũi cấu trúc sửa lại như vậy các bạn nhá. Các bạn có nhu cầu can thiệp tương tự của khách bác sĩ em này thì có thể là inbox bác sĩ tư vấn cụ thể bạn về tình trạng như phương pháp điều chỉnh phù hợp. Và xin phép kết thúc video này đây, xin chào và hẹn gặp lại bạn trình tiếp theo.